Mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sáng Tạo Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm chiếc loa Bluetooth. Ở đây mình có một chiếc loa Bass 12 và 4 chiếc loa vệ tinh. Đây là 4 ohm 5W. Chiếc này là 10W cho một loa, với khoảng 2 loa là tổng 20W. Ở đây mình sử dụng bìa là Format để mình tạo cái khung viền. Các bạn có thể đo và cắt đi cho mình cũng được. Ra mình sẽ sử dụng keo nến để mình cố định nha các bạn. Các bạn có thể làm tương tự đối với những loa còn lại. Sau khi bắn keo xong thì chúng ta sẽ được như thế này. Các bạn bên trong nến thì nó khá là chắc chắn. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành hàn da nhé các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ tạo bộ khung nhé các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng tấm bìa format để cắt tạo bộ khung cho lo này. Bởi vì mặt trước lo rất là nặng cho nên là phải cắn khung để nó chịu đựng. Các bạn cứ cắt ra và tiến hành bắn châu nến thôi. Tiếp theo thì mình có một mạch hạ áp DC từ 4,5 cho đến 28V, hạ áp xuống còn 5V 3A. Mình hạ áp này để mình cấp cho mạch Bluetooth. Mạch này là khá là nhỏ gọn. Các bạn nhìn vào ký hiệu trên này nha.
Tiếp theo thì mình sẽ tạo vị trí để gắn cái biến áp nhé các bạn. Tiếp theo là mặt công suất. Tiếp theo thì mình sẽ câu 3 dây âm thanh từ mạch Bluetooth vào mạch công suất. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một tấm bìa format khác để gắn mặt âm sạc vào.
The Bluetooth device is connected successfully. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.